Theo đánh giá của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc, UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa trở thành một vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt. Hàng năm, trên thế giới sản xuất khoảng 400 triệu tấn nhựa, trong đó một nửa chỉ sử dụng một lần và ít hơn 10% được tái chế. Ước tính có khoảng 19 đến 23 triệu tấn nhựa được thải ra môi trường hàng năm. Microplastic, các hạt nhựa nhỏ có đường kính nhỏ hơn 5mm đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Mỗi người trên hành tinh có thể tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa dùng một lần khi bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Sản phẩm từ nhựa cũng chứa các thành phần khác có thể gây hại đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam đã áp dụng nhiều cơ chế, chiến lược và chính sách để giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa. Việt Nam cũng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, đồng thời khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế sản phẩm nhựa truyền thống. Tận dụng lợi thế là một trong những nước sản xuất nông nghiệp có chất lượng gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam có thể tận dụng ống hút gạo với giá thành hợp lý để giảm thiểu sự sử dụng nhựa dùng một lần.